Xin chào các bạn Trong bài học hôm nay Gà Excel hướng dẫn các bạn Cách để sử dụng Power Query Và đặc biệt là gì Khi mà các bạn copy dữ liệu nguồn Ra file khác Hoặc là ra máy khác ấy, Thì cái kết quả nó sẽ không gì, không bị thay đổi Thì trong cái ví dụ này ấy, Mình sẽ copy dữ liệu từ nhiều file Và một file duy nhất Và sau đó gì ạ Khi mà các bạn copy cái dữ liệu nguồn Ra máy khác Hoặc ra thư mục khác ấy, Thì mình sẽ tự cập nhật cái kết quả tức là cái kết quả nó sẽ không bị gì không bị thay đổi đấy thì ở đây mình có cái folder là dữ liệu tổng hợp nhé đấy mình sẽ copy dữ liệu của năm cái file này vào một cái file duy nhất thì thực ra cái việc copy này trên kênh của mình đã có cái video rồi nhưng mà gì ạ mình sẽ làm lại để mình hướng dẫn các bạn gì ạ khi các bạn copy dữ liệu nguồn ra máy khác ấy, thì mình sẽ tự cập nhật kết quả mới như thế nào thì ở đây năm cái file này nhá các bạn có thể mở lên các bạn kiểm tra này thì cái dữ liệu của bạn ấy nó có thể làm ở nhiều sheet khác nhau ví dụ ở đây mình sẽ có hai sheet và cái thứ tự là không quan trọng nhé đấy, thứ tự nó sẽ nằm ở vị trí nào cũng được đấy nhưng mà gì quan trọng nhất là cái cấu trúc dữ liệu nó phải là giống nhau tức là nó sẽ có đầy đủ các cái thông tin này và nó sẽ theo đúng thứ tự này nhé hoặc là các bạn mở một cái file khác lên ví dụ file số 4 này đấy thì trong cái file số 4 ấy là mình sẽ gì ạ? mình chỉ có một sheet thôi đấy ở đây mình sẽ có 5 file tương ứng ví dụ đây là ngày 1 tháng 12 này ngày mùng 2, ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 đấy. Thì khi mà các bạn có thêm các dữ liệu thì các bạn cứ vứt vào cái folder này thì cái file Power Query đấy á, nó sẽ tự tổng hợp các cái file vào với nhau đúng không? Thì đầu tiên ý, các bạn sẽ mở cái ứng dụng Excel lên nhé. Đấy, mình, ví dụ mình đặt tên file đi. Mình sẽ lưu ở desktop chẳng hạn nhé. Ví dụ là tổng hợp dữ liệu từ nhiều file và gì ạ và sẽ cập nhật khi mà gì ạ khi dữ liệu nguồn thay đổi thì mục đích của cái video này chính là gì ạ khi mà các bạn copy dữ liệu nguồn sang một cái thư mục khác hoặc là ra máy tính khác ấy, thì mình sẽ cập nhật kết quả như thế nào đúng không thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng power query để mình sẽ copy dữ liệu từ nhiều file kia vào nhé đấy thì các bạn sẽ vào cái thẻ data này thì trong cái thẻ data ấy, đây là gì ạ? đây là các thông tin của cái phần power query Đấy, thì mình có thể lấy dữ liệu từ gì ạ? từ một cái table hoặc các bạn có thể lấy dữ liệu từ web từ một cái file text đúng không Đấy, thì có rất là nhiều cái nguồn dữ liệu khác nhau hoặc các bạn sẽ tích vào cái get data thì các bạn có thể lấy dữ liệu từ gì ạ? cái from file là từ excel file này từ file text đấy, từ xml đấy, rất là nhiều đúng không thì trong cái ví dụ này ấy, mình sẽ lấy dữ liệu từ một cái folder thì cái cách mà các bạn lấy dữ liệu từ một file hoặc từ folder ấy, thì cái cách nào nó hoàn toàn giống nhau nhé đây mình sẽ tích vào cái From Folder Và sau đó các bạn chọn đến cái thư mục mà chứa dữ liệu các bạn cần tổng hợp nhé Các bạn tích vào Desktop này Đây ví dụ mình là cái folder dữ liệu tổng hợp ở Desktop đúng không? Các bạn tích đút vào đây Đấy, Sau đó các bạn bấm Open Thì các bạn chú ý nhé Ở đây nó sẽ có cái thông tin của 5 cái file Trong cái folder dữ liệu tổng hợp này đúng không? Đây gồm có cái content này Đây là tên file, đây là đuôi mở rộng Đấy, Có rất là nhiều thông tin Thì các bạn sẽ tích vào cái Transform Data để mình mình sẽ xử lý một số cái dữ liệu trong cái file power query này trước nhé các thích vào đây thì nó sẽ khởi động cái cửa sổ power query cho các bạn đấy thì ở đây mình có cái trường thông tin gì đây là cái content tức là gì cái nội dung nó sẽ làm trong cái cột content này đây là cái thông tin khác này ví dụ các thông tin này các bạn không cần nha ví dụ cái extension là đuôi mở rộng các bạn nhấn chuột phải các bạn remove đi đấy thực ra các cái cột còn lại là mình không cần mình cần mỗi cái cột content thôi thì các bạn có thể nháy chuột phải vào cái cột content, các bạn chọn remove r column, tức là mình sẽ xóa các cột khác đi, mình bớt lại mỗi cái cột content nhá. Đấy. Thì trong cái power query ấy, nó có cái cửa sổ là apply step này, tức là các cái bước mà các bạn thực hiện nó sẽ làm ở đây. Đấy. Thì nếu như các bạn muốn undo, tức là các bạn muốn bỏ cái bước thực hiện nào đấy mà các bạn bị lỗi đúng không? thì các bạn sẽ tích vào, các bạn sẽ tích vào cái dấu x ở bên cạnh cái bước đấy nhá. thì nó khá là khác với excel thì trong Excel ấy, các bạn có thể ấn cái chân Z hoặc các bạn tích vào cái nút undo đúng không? Đấy, thì trong cái Power Query ấy, là các bạn sẽ tích vào cái dấu x của từng cái bước một nếu như các bạn muốn các bạn muốn bỏ qua cái bước đấy đúng không? Đó. Thì ở đây các bạn sẽ tích vào cái gì ạ? cái nút mở rộng ở đây này, đấy, hai cái mũi tên sổ xuống đây này, tức là nó đang combine, nó kết hợp lại thì các bạn tích vào đây để các bạn sổ ra này. Đó, các bạn chờ một lát. Thó. thì nó sẽ hiện cái cửa sổ combine file thì đây là cái same file là cái file mẫu là mình chọn cái first file thôi đấy, thì nó sẽ kết hợp tất cả các file tức là kết hợp 5 cái file của cái folder vừa xong của mình đúng không đấy các bạn có thể tích vào sheet 1, sheet 2 các bạn kiểm tra đấy các bạn thấy chưa các bạn tích vào cái cái, cái parameter một đây này các bạn bấm ok các bạn chờ một lát nhé thì ở đây cái file một của mình sẽ có hai sheet là sheet một và sheet hai cái file hai của mình cũng có hai sheet còn ba cái file còn lại là chỉ có một sheet thôi đấy các bạn có thể kiểm tra nha thì các bạn tích vào đây để các bạn mở rộng cái file của mình lên đó thì các bạn sẽ bỏ chọn là cái use original color name là add prefix tức là mình bỏ thêm cái tiền tố đi mình không cần chọn cái tiền tố này các bạn sẽ bấm ok nhé các bạn thấy chưa thì như vậy là gì ạ ở đây là các cái sheet của mình những Các dữ liệu của mình, ý nó sẽ có đây. ngày một này sản phẩm số lượng, đấy. sau đó nó lặp lại. là sang cái bảng thứ hai của cái sheet hai này này. đấy. đây là sang cái file thứ hai. đấy, các bạn thấy chưa. Đấy, các bạn có thể kiểm tra nhé. thì ở đây mình sẽ chọn là gì, use first row as header này. Đấy, các bạn tích vào đây. thì như vậy cái first row của mình sẽ làm gì, làm cái header và bây giờ các bạn sẽ gì, những cái trường này các bạn bỏ đi nhé. những cái này lặp lại các bạn bỏ đi. thì các bạn sẽ tích vào đây. đấy, các bạn sẽ gì, các bạn lăn xuống dưới các bạn bỏ chọn cái ngày đi. đấy. tức là mình bỏ cái phần tiêu đề của những cái bảng còn lại nhé Đấy các bạn bấm OK Đó thì như vậy là gì ạ Mình đã có cái dữ liệu tổng hợp rồi đúng không Đó thì cái tên sheet này các bạn cũng không cần nhé Các bạn có thể nhớ chuột phải các bạn remove đi Đó thì như vậy ở đây mình có dữ liệu là gì ạ Đây là ngày này Sản phẩm, số lượng, chi phí và doanh thu Đó, Các bạn thấy chưa rất là hay Thì các cái sheet còn lại các bạn không cần Các bạn xóa đi này Các bạn giữ control để các bạn lựa chọn nhiều cột nhé Đó thì như vậy ở đây mình có đầy đủ các thông tin rồi đúng không? Để doanh thu là kiểu số này, chi phí là kiểu số các bạn nhìn thấy này. Hoặc các bạn tích vào đây, các bạn đổi sang cái whole number nhé. Đó, thì những cái dữ liệu của số các bạn cho về hết là kiểu số đúng không? Whole number. Đấy, sản phẩm là kiểu tech đúng không? Date đây là kiểu ngày đúng không? Đó, các bạn chọn đây, các bạn chọn là date cũng được. Đó, thì như vậy đây là cái dữ liệu mà sau khi các bạn đổi rồi đúng không? Còn đây là gì ạ? Là tên của cái gì ạ? Tên của cái query này, ví dụ các bạn Đặt, đặt tổng hợp chẳng hạn tùy các bạn nhé đấy sau đó là gì ạ như vậy là mình đã xong hết các bước rồi nhé các bạn sẽ tích vào cái Cloud and node đây này các bạn sẽ chọn là gì ạ chọn cái dưới này Cloud and node tu đó thì nó sẽ có gì đây là nó sẽ có các cái dữ liệu là các bạn uh, import dưới dạng table này dưới dạng pivot table report hoặc là pivot Chart hoặc là gì ạ là only cái creative collection tức là nó chỉ lấy cái kết nối rồi thông thường mình sẽ chọn cái table đi để mình hiện cả cái dữ liệu ra đây đấy và các bạn gì ạ các bạn có thể chọn là gì ạ chọn cái dữ liệu ra một cái sheet mới nhé new work sheet hoặc các bạn sẽ chọn vào gì ấy? một cái sheet mà đang có sẵn thì ở đây mình đã có cái sheet một có sẵn rồi thì các bạn có thể chọn cái existing sheet này các bạn tích vào đây đấy, ví dụ mình chọn vào cái ô gì ạ chọn vào cái ob2 tức là dữ liệu nó sẽ import vào cái ob2 của cái sheet này đúng không đấy các bạn sẽ các bạn sẽ tích ok đó các bạn thấy chưa? Thì như vậy ngày 1 này có 10 sản phẩm này, đó, các bạn thấy chưa? Đấy, ngày mùng 2 cũng có 10 sản phẩm, đó các bạn thấy chưa? Có sẽ đủ 5 ngày, đó các bạn thấy chưa? Rất là hay ạ. Đấy, thì với cái Power Query nhá, khi mà các bạn mở dữ liệu nguồn lên. Đó, khi mà các bạn cần thay đổi cái file này, ví dụ các bạn tích đúp vào đây mình mở cái file Excel lên. Đó, thì giả sử cái sản phẩm ngày 11 nhá, đây là đang là 513, ví dụ các bạn sửa thành 500 chẳng hạn, đúng không? đó cái này 723 các bạn sửa thành 700 chẳng hạn nhé đó. hoặc là gì ạ các bạn thêm một cái sản phẩm khác nhé đây ví dụ mình cắn chân d mình thêm một cái sản phẩm là gì ạ? ví dụ là 11 chẳng hạn đúng không đó thì như vậy cái sheet này mình sửa là gì đây sửa là một này đây là sửa hai và đây là sửa ba đúng không đây ví dụ mình sửa thành 800 đó. thì khi các bạn sửa dữ liệu hoặc các bạn thêm dữ liệu mới hoặc các bạn bớt dữ liệu mới ạ thì cái kết quả của cái dữ liệu kia nó sẽ tự cập nhật này ví dụ cái sản phẩm 4 này mình nhớ cho phải mình xóa đi chẳng hạn nhé đó các bạn gì các bạn, các bạn các bạn có thể đóng lại các bạn lưu lại nhá xếp lại đó bây giờ các bạn sang cái power query này các bạn nhấn chuột phải các bạn refresh thôi này đấy các bạn thấy chưa nó đã mất cái sản phẩm 4 này mình xóa đi và gì cái dữ liệu đây nó đổi thành 500 đấy dữ liệu đây là 700 và nó thêm cái sản phẩm gì ạ là cái sản phẩm 11 đấy các bạn thấy chưa rất là hay ạ đấy thì khi các bạn cập nhật dữ liệu mới ấy, thì cái power query này nó tự cập nhật theo hoặc là gì ạ ở đây mình sẽ có một cái file mới nếu như các bạn bổ sung cái ngày mùng 6 vào chẳng hạn nhé các bạn copy cái file này vào copy các bạn vứt vào cái folder tổng hợp này nhé đang có 5 ngày đúng không các bạn căn trên V thì thêm dữ liệu ngày mùng 6 nhé đây mình mở cái file ngày mùng 6 lên đó thì mình cũng có cái 10 sản phẩm và đây là dữ liệu của ngày mùng 6 đúng không bây giờ các bạn sang cái dữ liệu này nhé các bạn nhớ chuột phải các bạn chỉ cần refresh thôi cái okay, các bạn lăn xuống này các bạn sẽ thấy là gì ạ? nó sẽ thêm cái gì ạ? thêm cái dữ liệu ngày mùng 6 ở đây đấy 10 sản phẩm đó các bạn thấy chưa nó rất là hay ạ đó thì đấy là cái ưu điểm của cái power query thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn là gì ạ? bây giờ làm sao để khi các bạn copy cái gì ạ? đây tức là mình copy cái folder này ra một máy tính khác hoặc là ra một cái thư mục khác ấy, thì nó vẫn chạy được nhá bây giờ mình đóng cái này lại ok bây giờ mình sẽ nháy chuột phải mình cắt cái folder này mình vứt ra một cái thư mục khác nhé thì các bạn có thể copy ra máy khác các bạn làm đều được thì nếu như các bạn copy ra máy khác ấy, thì các bạn copy cả cái file Excel này ra máy đấy đúng không và các bạn làm tương tự thôi bây giờ mình sẽ vứt cái folder này sang một cái thư mục khác nhé để ví dụ mình mở Explorer lên mình vào cái thư mục download nhé đấy bây giờ mình sẽ vứt vào đây các bạn paste cái gì ạ paste cái folder kia vào đây ở đây nó đang sử dụng ở một cái gì ạ bây giờ ví dụ mình đóng cái file power query này lại nhé các bạn xếp đi đó bây giờ mình sẽ vứt cái folder kia vào đây mình cắt lại này đó mình sẽ vào cái thư mục download mình paste vào đây đó thì như vậy cái dữ liệu nguồn ấy các bạn sẽ di chuyển sang một cái thư mục khác nhé tương tự các bạn có thể di chuyển sang máy khác đều được đó thì ở đây cái desktop không còn cái folder đấy nữa đúng không mình mở cái file power lên đó thì các bạn thấy chưa nó đã cảnh báo này này bây giờ các bạn nhấn chuột phải này các bạn refresh ấy, thì nó sẽ không được nữa đấy nó báo lỗi ngay đó các bạn cứ bấm ok nó cũng báo lỗi ngay bởi vì nó không tìm thấy cái dữ liệu nguồn đúng không đấy bây giờ làm sao để gì đấy các bạn thấy chưa cái data sort này lót file không được tìm thấy đúng không thì bây giờ làm sao để cái kết quả này nó sẽ cập nhật cái dữ liệu nguồn kia đúng không khi các bạn thay đổi folder đầu tiên ấy, các bạn sẽ vào cái thẻ data này đó các bạn tích vào cái query and collection này đấy các bạn thấy chưa thì đây nó chấm than hết tức là nó không tìm thấy các bạn tích đúp vào đây để các bạn mở cái cửa sổ Power Query lên. Thì ở cái cửa sổ Power Query nha, các bạn tích vào cái thẻ View này. Các bạn sẽ tích vào cái Allow all này, tức là nó sẽ cho phép cái parameter nhá, các bạn tích vào đây. Đấy. Sau đó các bạn sẽ vào cái thẻ Home này. Các bạn sẽ vào gì ạ? Cái Data source setting nhá. Và gì ạ? Ở đây các bạn sẽ chọn cái gì ạ? Chọn cái folder của các bạn nhá. Thì nếu như cấp nếu như cái file này các bạn có nhiều cái power query tức là các bạn query nhiều cái dữ liệu nguồn thì các bạn chọn cái dữ liệu nguồn mà các bạn cần sửa đúng không ví dụ của mình cái dữ liệu nguồn là cái folder dữ liệu tổng hợp này đấy các bạn sẽ chọn là gì cái trên sọt này đó thì ở đây các bạn sẽ tích vào cái abc các bạn chọn là cái cái lưu parameter thì trước khi các bạn tích chọn lưu parameter các bạn copy cái dữ liệu này các bạn nhớ chuột phải các bạn copy đấy bây giờ các bạn tích vào đây các bạn chọn lưu parameter ví dụ các bạn để đây là gì các bạn để là sọt nhé sọt là dữ liệu nguồn đúng không đó và gì ạ ở dưới cái current value các bạn ấn căn trên v đó thì đây là chính là gì ạ đây là cái đường dẫn của cái dữ liệu gốc đúng không và các bạn đặt tên là sort đúng không đó tức là cái parameter này các bạn sẽ bấm ok và các bạn sẽ bấm close đó, như vậy cái sort ở đây ạ chính là gì ạ chính là cái current value chính là cái dữ liệu gốc ban đầu đúng không đó thì bây giờ các bạn sẽ gì ấy? các bạn sẽ mở cái folder mà gì ấy? mà các bạn copy lúc đấy là mình copy vào gì ấy? lúc đấy các bạn copy vào copy các bạn copy ở cái thư mục download đúng không thì lúc đấy là gì ấy? các bạn copy ở vào cái thư mục download đúng không các bạn tích vào cái folder này Đấy các bạn lên cái thanh địa chỉ này các bạn tích vào thanh địa chỉ các bạn copy cái đường dẫn này đấy, các bạn copy cái đường dẫn này đó sau đó các bạn quay vào cái phần gì ấy? cái phần sort này, này cái parameter sort này, này đây, các bạn sẽ diện các bạn paste cái đường dẫn vào cái current value này nhá các bạn nhớ chuột phải các bạn paste vào đây đó các bạn refresh cũng được các bạn thích thì các bạn refresh lại thôi đấy các bạn tích lại vào cái tổng hợp đó các bạn thấy chưa thì những này dữ liệu của bạn là ok rồi đúng không đấy các bạn diện các bạn có thể tích vào cái clove này đấy các bạn thấy chưa nó đã lốt lại đó các bạn thấy chưa lại dữ liệu của mình là ok rồi vậy các bạn refresh này đó, nó sẽ cập nhật lại đúng không? 62. Bây giờ giả sử mình lại làm lại một bước nữa nhé. Ví dụ mình uh, copy ví dụ mình copy cái folder đây nó đang ở thư mục download nhé. Các bạn cắt này. Các bạn copy ra cái thư mục document chẳng hạn nhé. Đây ví dụ mình copy ra document mình cắt chứ ạ mình cắt cái dữ liệu này mình chuyển đúng không mình cắt này mình sang document các bạn nhớ phải cắt paste vào đây đó, bây giờ các bạn sang cái file Excel mà tổng hợp kia đúng không? Bây giờ các bạn nhớ chuột phải nó sẽ báo lỗi này. Bởi vì mình đã copy cái thư mục rồi đúng không? Đấy nó báo lỗi này, không tìm thấy đúng không? Thì bây giờ mình lại cập nhật lại như thế nào? À, các bạn thì các bạn chỉ cần tích vào cái sọt này này. Mình đã tạo sẵn rồi đúng không? Ok, vậy các bạn chỉ cần cập nhật cái đường dẫn của cái phần mới vào đây thôi. Tức là nó lưu ở cái document đúng không? Đó, bây giờ các bạn sẽ mở cái đường dẫn của cái folder này tích đúp vào đây các bạn lên cái thanh địa chỉ các bạn copy đấy mình lưu vào document đúng không đấy các bạn bôi đen cái này các bạn paste nhé Tức mình thay thế cái đường dẫn này đó các bạn enter ok các bạn refresh all này đó các bạn chọn là close and load này đấy các bạn nhấn chuột phải các bạn refresh lại này đó các bạn thấy chưa Đấy, là 60 dữ liệu này đó Bây giờ ví dụ mình thay đổi một cái mình test nhé Bây giờ ví dụ mình xóa cái file Ngày mùng 5 đi chẳng hạn nhé Đấy các bạn đi nít đi Đó bây giờ Và diện ví dụ ngày mùng 4 các bạn Thay này ví dụ ngày mùng 4 đúng không Ngày mùng 4 cái sản phẩm 1 đây Hoặc là sản phẩm 9 đây nhé Mình thay 362 bằng 300 chẳng hạn nhé Thì nát nữa các bạn xem cái sản phẩm 9 của ngày mùng 4 không? Có phải số lượng là 300 hay không nhé Các bạn lưu này Đấy các bạn nhớ chất phải các bạn refresh này thì nó sẽ mất cái dữ liệu của ngày mùng 5 đúng không? Đấy các bạn thấy chưa? Mình xóa file của ngày mùng 5 thì nó mất dữ liệu ngày mùng 5, ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 luôn đúng không? Và gì ạ? Cái ngày mùng 4 của sản phẩm 9 này. Đây sản phẩm 9, đó nó sẽ thành 300. Đó các bạn thấy chưa? Rất là hay. Thì khi mà các bạn copy dữ liệu sang một cái thư mục mới và các bạn copy sang cái máy mới ấy, thì các bạn cập nhật như vậy nhá. Thì mình nói lại cách bước để các bạn cập nhật. Thứ nhất ý, là các bạn mở cái cửa sổ Power Query lên. sau đó các bạn sẽ vào cái thẻ view sau đó các bạn tích chọn cái on way allow này đó thì sau đó các bạn vào cái home các bạn sẽ chọn cái gì data source setting đó các bạn sẽ chọn thì các bạn chọn cái phần mà các bạn query nhé đấy các bạn sẽ chọn cái trên sò này đấy và ở đây các bạn sẽ tích chọn là gì ở đây lúc nãy mình làm rồi mình đặt tên là sò rồi thì nó là các bạn sẽ đặt là lưu parameter ở đây mình có rồi nhé thì thì lúc nãy là nếu như các bạn chưa làm các bạn sẽ chọn lưu parameter các bạn đặt tên và các bạn chọn cái đường dẫn hiện tại Đấy, thì sau đó khi các bạn copy sang thư mục khác Thì các bạn cập nhật lại cái current value này là được Đấy, đấy là mình tóm tắt lại rồi Ok, mình sẽ đóng lại nhé Đó Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ gãy Excel Cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học nhé Xin chào và hẹn gặp lại